Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng công cụ Liquify trong Photoshop. Thì đối với công cụ này, các bạn có thể áp dụng được cho tất cả những cái hình mà các bạn chụp được bằng bất kỳ thiết bị nào, bởi vì nó không có yêu cầu cao quá về điểm ảnh hay là màu sắc gì cả. Chỉ đơn giản là nó thay đổi kích thước và thay đổi hình dạng của vật thể mà thôi. Thì áp dụng nhiều nhất cho nó thì là vào trong hình ảnh mà bạn chụp chụp người á. Đa phần là các bạn chụp tin mà mẫu của các bạn không được thon thả hay là body đẹp gì đấy. Thì để cái công cụ này có vẻ cũng đã có khá là thông dụng và các bạn cũng đã biết, nhưng mà mình xem nhiều cái thì nó các bạn rất dễ mắc phải một số cái lỗi thậm chí kể cả ví dụ như đây, thì khi các bạn bóp vô thì nó hay bị biến dạng cả những cái các bạn không 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 có không cần thiết phải đụng tới, không cần thiết phải chỉnh hình dạng của nó, nhưng mà nó ảnh hưởng. Ví dụ như đây. Rồi. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng Liquify làm sao cho nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi mà không bị mắc lỗi. Thì đây mình sử dụng phần mềm Photoshop. Đây, mình chuẩn bị sẵn một số stock để chúng ta dùng. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cách các bạn cách bằng một cái stock đơn giản trước. Đó mà hiểu. Rồi. Đây chúng ta có file gốc. Thì đầu tiên mình luôn luôn làm là Ctrl Z cái background lên để chúng ta có một cái layer mới giống y chang cái background, để lỡ có sai gì thì chúng ta có thể bỏ cái background đi, bỏ cái layer mà chúng ta tác động đi để còn lại cái background. Thì đầu tiên để bật Liquify, các bạn vào Filter, chọn Liquify. Hoặc để nhanh hơn các bạn cũng có thể bấm tổ phím Ctrl Shift X. Rồi. Thì ở đây có những công cụ chúng ta cần sử dụng thường xuyên tới, mà mình thử sử dụng thường xuyên tới, thì công cụ này Forward Grab Tool, Recontrast Tool, hai công cụ này Punker và Plot, và một công cụ nữa là Freeze. Thì mình sẽ chủ yếu sử dụng ba công cụ này, Forward, Recontrast với lại Freeze. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng Forward. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh size, brush size ở đây có thể chỉnh lên bao nhiêu cho nó vừa ý, hoặc các bạn có thể bấm cái dấu ngoặc vuông ở trên bàn phím của các bạn. Thì có một cái tip nhỏ nhỏ là một số các bạn thường hay để cái brush nhỏ các bạn kéo lên từ cái này, nhưng mà thực ra là cách làm không hiệu quả mà đem lại rất là nhiều lỗi, bởi vì chúng ta không thể nào làm cho nó phẳng đều hết tất cả được. Cho nên là mình khuyên các bạn là lên sử dụng một cái brush hơi to một chút, vừa phải cỡ thế này, và kéo từ từ dần lên. Bằng cách này thì các bạn có thể làm đơn giản mà nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc các bạn sử dụng brush nhỏ rất dễ nó không, nó có chỗ xẹp, có chỗ nổi rất là kỳ. Rồi. Một lưu ý nữa là khi các bạn làm như vậy thì chỉ nên tác động một phần nhỏ, từ từ dần dần thôi, còn không nên các bạn thấy là kéo quá nhiều thì ra ngoài chúng ta chỉ làm nhỏ như vậy, nhưng thực ra ở ngoài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi đầu tiên là ở vùng ngực tới vùng eo mình cũng sẽ sử dụng như vậy. Hãy nhớ là sử dụng một cái brush vừa phải thôi, và làm sao nhìn cho nó thật sự tự nhiên. Ở đây cũng vậy. Rồi. Ok. Ở đây các bạn có thể so sánh trước và sau khi chúng ta sử dụng Liquify. Nó cải thiện rất là nhiều về vóc dáng. Tuy nhiên, ở đây là ở chúng ta sử dụng những cái sử dụng một stock có cái background rất là đơn giản và không dễ bị ảnh hưởng. Thì chúng ta sử dụng một cái background có phần phức tạp hơn,
như là đây chẳng hạn. Đây. Ở đây những cái viền gạch, nếu các bạn không cẩn thận rất có thể cái viền gạch nó sẽ bị méo mó cong siêu vẹo đủ các kiểu, nó không còn được thẳng như cái lúc đầu. Background này vẫn còn đơn giản, vậy mình sử dụng cái khó hơn xíu này, cái này đi. Đây phần này mình sẽ bật liquify bằng control shift x đây. À quên, control gì cái background này. Rồi, ok rồi, ở đây mình sẽ chỉ sẽ chỉnh cái phần eo này thôi. Một số bạn chúng ta chỉ cầm kéo 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 kéo, ok nhìn rất là đẹp, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại bạn có thể thấy cái vùng này, cái thanh thản đã không còn được thẳng nếu mà nó bị méo méo theo cái vòng eo của người mẫu. Vậy thì cách xử lý như thế nào? Đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng Recontrast Tool. Đối với cái công cụ này, chúng ta sẽ sử dụng bôi và những cái phần mà bị cong đi thì nó sẽ phục hồi lại hình dáng của những cái vùng mà chúng ta không mong muốn. Ok xong. Ok rồi, tạm ổn. Rồi tương tự như vậy, đối với vùng ở đây mình sẽ chỉnh lại một chút cánh tay cho nó thon gọn cánh tay hơn. Các bạn sử dụng brush lớn và chỉ kéo nhẹ 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 thật là nhẹ, bởi vì chúng ta nhìn thấy nó nhẹ như vậy nhưng mà thực ra là ảnh hưởng của nó rất nhiều chứ không hề nhỏ như chúng ta thấy đâu. Rồi ok rồi. Một cách có một cái tip đơn giản nữa là khi chúng ta gặp những cái vùng mà ví dụ như là ở cái thanh trắng màu trắng trắng đây, thì các bạn đừng kéo vào như thế này, mà đơn giản hơn là hãy kéo thẳng theo những cái nếp có sẵn của nó. Các bạn thấy mình đưa hơi đưa lên thì đây, cái giữ nếp thẳng vẫn giữ được nếp thẳng, nhưng mà cái vùng áo này chúng ta đã làm cho nó thẳng theo tự nhiên mà chúng ta một cách rất tự nhiên theo cái body mà chúng ta muốn. Đây cũng vậy, hơi đưa mẫu lên một chút. Ok rồi, ở đây các bạn có thể so sánh hôm trước và sau. Ở đây mình chưa làm kỹ lắm nên nhìn. Ok hãy nhớ một quy tắc vàng là chúng ta chỉ nên chỉnh một thật thật sự nhẹ nhàng. Ok sao rồi, có thể phân biệt trước và sau. Nãy giờ mình chỉ chỉnh một cách rất nhẹ nhàng nhưng mà ảnh hưởng tới người mẫu không hề nhỏ thế nào hết. Ok vậy thì ngoài cái cách sử dụng như vậy thì chúng ta còn cách sử dụng áp dụng nào khác vào đây nữa hay không? Thì còn một cách sử dụng nữa, đó là chỉnh lại hình dáng của khuôn mặt. Ví dụ như mình có stop này, thằng này. Rồi ở đây mình có cái phần kèm này, mình cảm thấy nó chưa chưa thực sự là thẳng và đẹp lắm, cho nên là mình sẽ liquify và chỉnh sửa lại cái vùng cằm này cho nó đẹp hơn. Rồi chỉnh theo kiểu V-line, các bạn nữ hình như đang là rất cái thích cái kiểu V-line. Rồi đây nè. Rồi các bạn có thể thấy trước và sau khi mình sử dụng liquify. Ok rồi, vậy còn một công cụ nữa, còn một công cụ nữa mà mình nãy hồi nãy mình có giới thiệu nhưng mà mình chưa có dùng tới,
Chrome browser. Đây đi. Stop này. Ok. Rồi. Thì ngoài cách chúng ta bôi xong rồi chúng ta mới dùng recontrast chúng ta đổ lại, thì đây chúng ta có thể sử dụng cái FreeZSmack để chúng ta để, thì cái công cụ này thì chúng ta sử dụng như sau. Thì chúng ta bôi vào những cái vùng, các bạn để ý mình sẽ bôi vào những vùng này và các bạn sẽ thấy được tác dụng của nó như thế nào. Các bạn thấy đấy, thì cái vùng FreeZ này nó sẽ không bị ảnh hưởng của việc chúng ta bóp méo ở vùng khu vực gần đấy. Thì ví dụ như là ở đây mình muốn nó không ảnh hưởng tới cái khu vực này à đây nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm thật cẩn thận nhẹ nhàng. Ok, rồi chúng ta có thể thấy nó không bị ảnh hưởng vào cái vùng mà chúng ta đã bôi cái FreeZSmack. Ok, rồi đó là về phần chỉnh body. Còn một phần nữa là về chỉnh tóc. Các bạn có thể chỉnh lại một số kiểu tóc. Ở đây mình có vài cái. Mình chọn đại cái này đi. Như đây. Phan Đình Tùng. Ok. Dùng lại hình khác. Thôi bỏ cái này lên đi cho nó chắc ăn. Đây, mình dùng cái stop này đi. Thì ở đây chúng ta có thể chỉnh lại kiểu tóc. Ví dụ như kiểu tóc của anh này thì cũng khá đẹp rồi. Nhưng mà mình muốn chỉnh lại một cho nó nhìn nó khác biệt đi tí xíu để cho các bạn dễ nhìn. Rồi ở đây mình sẽ bôi cái frizzy này vùng này. Lý do mình bôi vào cái phần viền đấy bởi vì bạn có thể thấy khi mình kéo vô thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần viền, chúng ta sẽ bị mất chi tiết ở phần viền, bị hồng cái lỗ nó không hay, thì chúng ta sẽ bôi cái này để bảo vệ phần viền của chúng ta. Ok, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái brush này để thay đổi kiểu tóc mà mình muốn. Nhớ là chúng ta chỉ chỉnh một cách rất là nhẹ nhàng và nhỏ nhỏ, dần dần thôi, không nên làm quá mạnh tay. Ok, rồi đây các bạn có thể thấy sự khác biệt trước và sau, hơi xấu tí đây. Rồi các bạn có thể thấy kiểu tóc trước và sau khá thú vị. Ok, đó là tất cả những gì có thể áp dụng được trong Liquify, có thể áp dụng vào trong hình của các bạn một cách đơn giản nhưng mà hiệu quả, không bị mắc vào những cái lỗi bị hỏng và biến dạng vật thể xung quanh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể, nếu các bạn thích cái tool này thì bạn có thể bấm like và subscribe cho mình. Mình sẽ cố gắng một tuần có thể ra ít nhất là 1 tới 2 cái tool cho các bạn theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.